Em chào cả nhà, chào mọi người. Nay hai mẹ con đi câu nha. Con Bảo Trâm bữa nay nó bệnh ở nhà rồi, nên hai mẹ con em bữa nay đi câu mình. Em đi cánh đồng này nè cả nhà. Đây, ở đằng kia thì có nhiều người, người ta đang gặt lúa như hay bắp đó cả nhà. Đang câu, đang câu trúc nha. Đây, mồi dế cả nhà. Rồi em sẽ sẵn câu nha. Trời ơi, em hơi nhỏ cả nhà. Mẹ ơi, mẹ hái đi cho con nữa ơi. Hái gì con? Hái dãy trống này con nè. Trời ơi, có bánh bành kia luôn nè. Nè. Trời. Nó táp lên bờ luôn. Ôi. Nhìn cái nhà. Đây. Thấy kìa, na trái quá trời, giờ hai mẹ con hái ăn nha cả nhà. Đó, trái gì không? Giờ hai mẹ con tiếp tục hái cái các cái na về ăn thôi. Dướng hoài luôn cả nhà. Đây. Nhìn cả nhà. Chứ mình biết bao nhiêu con mồi mới được nó đó cả nhà. Gỡ nha. Gết, gết. Ôi, con này bị ghẻ luôn rồi. Ôi, quá trời bị ghẻ luôn. Thả này cái nhà. Bự nè. Ôi nhìn nè. Cái con cá nhà đã luôn, tôi đã quá, giờ đi quá ngon quá ngon. Ôi. Thịt bị ngon luôn rồi. Ủa nó gạch tới dưới tưởng cá bự vô lắm rồi. Ôi.
cái bóng cái bá lớn luôn đó nha. Nó gịch xuống dưới mà em mắc mắc cái góc dưới á, mà em tưởng đâu nó dính cái bự ừ nè. Quá đã. Dính nữa. Dạ. Trời ơi. Nó dướng chụp vô không được nữa. Đây nè cả nhà. Phao luôn. Chứ. Nhà mẹ chịu hả? Mẹ ơi. Mẹ chịu hả? Dướng nữa. Giật đây xong rồi về luôn đó nha. Mẹ thu nước. Coi đi. Nè. Coi nè. Trời ơi. Nè. Coi nè. Ừ. Này chắc cá bà lớn gì không có cả nhà. Bé quá đã nắm cái tay và chưa chết. Con này hơi to chút. Nhìn cái nè, to mà nó dài. Nó dài nó ốm à. Yên quá trời. Ui, ui. Con này đỡ hơn chút nè. Ú ú chút cũng được. Ui ui. Ui, ui. Đây nè cả nhà. Đã. Nè. Nó yên vào. Trời ơi, nhỏ xíu vậy. Nhỏ xíu xíu à. Bự này cả nhà ơi nè. Mẹ con muốn hái rồi nha. Ừ. Nè. Đã ghê à nghe nhà. Chị nào nhớ lên cho chị nào. Ủa sao mà không nó vớt chợ. Nó chưa vớt giờ mà. Trời ơi. Nó nhồi con dưới chân á. Làm lộn với nhóc con kìa. Đây, nó có cái hàng dưới đó cả nhà. Ngay cái hàng đó là có cá à. Đây nè, đó. Chúc 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 chúc.
Đây nè cả nhà ơi, chút xíu chút xíu chút xíu. Chị bảo có quà có quà nhiều như vậy. Ơi nó xíu. Mẹ ơi, đi mà đi mà đi mà đi mà. Ui, ui. Nhảy hoài luôn á. Về nghe cả nhà. Bye bye cô chú. Nắng với hết mồi luôn rồi, về cả nhà ơi. Bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye bye cô chú. Hẹn cô chú video sau nha không? Đăng ký. Nhớ bấm đăng ký và like nha cả nhà. Đăng ký và nha. Đăng ký like nha. Thôi về cả nhà ơi. Nắng với em hết mồi rồi. Nay mua 10.000 giấy cái chút xíu à. Về nha cả nhà. Đến cả nhà. Nói chung con bự bự, nhỏ thì ít bự. Rồi rồi rồi, cái bóng bật đây ra. Đó, này cái ú nè. Được con bự nè. Đó. Con này nữa. Hai con bự. Ừ, cũng được đi. Thôi bye bye cả nhà nha. Hẹn video sau.